Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe. Hiện giờ khoảng 5:30 sáng hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2023 âm lịch. Hiện giờ Vũ đang ra quán ăn từ thiện Ngọc Hiếu ở ấp 2 xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Hôm nay Vũ giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn có ăn chay đến nhận đồ ăn chay hàng tháng là 14, 15, 30, mùng 1 nha các bạn. Giờ Vũ xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi vô quán với Vũ nha. Rồi giờ ở trong quán là mấy chị đang mỗi người một nhiệm vụ chuẩn bị múc đồ ăn nha các bạn. Rồi em chào chị. Chị đang dọn cái bàn ra để hồi để đồ ăn đặng phát cho bà con. Rồi em chào mấy dì, em chào mấy chị nha, em chào chị Minh. Hôm nay nấu món gì phát hả chị Minh? Dạ, cháo bánh canh. Đây, đây là nồi bánh canh đang sôi quá chừng luôn. Rồi kế bên là nồi cháo, anh ba chuẩn bị múc cháo hả anh ba? Dạ. Bên đây là mấy chị, đây là chế vô bịch rồi buộc. Này múc sớm hả anh ba? Sớm. Dạ, cháu nay múc trước cái gì? Chị Phượng chế vô bịch. Chị bên đây buộc. Mà có chị này mới. Dạ. Chào chị nhân viên mới nha. Chị nhà ở gần đây không? Nó đào và lọc ở khúc nào chị? Nhà bác sĩ tính. Dạ. Khỏi chợ Bà Nhiên. Bưng lên trước để phát. Hôm nay bà con tới trễ làm như nhừng cái ổ thiếu, cái nhiều khi quên ha. Dạ. Phải coi chứ không coi là quên, tháng này tháng thiếu. Đậu đi ghe chứ chị? Đi đây gần 2 tháng rồi. Dạ. Chạy hơi lâu, kết đi vô. Dạ. Đây là anh chiến mộng này tới Tết luôn ha. Dạ.
Dạ. Phải thiếu anh đâu quên. Ừ. Tôi tưởng đâu ngày mai á. Làm mấy cái bột bánh canh, ba múc trước. Còn bên đây là bột. Đây cũng thao bột bánh canh. Còn đây là tàu hũ với các loại gia vị để múc nước bánh canh. Bột cái đầu ấy là cái đầu đắp cái được trên. Nè không cột vậy nó bung trơn à. Rồi cột cái đầu lại cái đầu quắn vậy nó có để nó bung trơn à. Hôm nay vắng bà con tới nhận quá. Mới có chị là người đến nhận đầu tiên. Dạ. Chắc bà con tháng thiếu cái tưởng ngày mơ không. Rồi chú đợi chút xíu chú. Chú ăn bánh canh không ăn cháo. Nói thiếu người múc cháo anh 31 chứ thường anh ba buộc mà. Chú ơi. Cần giấy chớ chứ không cần không rồi. Mình
làm đi. Dạ, chào chú. Dạ. Rồi cô chú đi chợ. Dạ. Bởi vậy còn cái đầu ấy lại nó bung cái đầu trơn nha. Cho bà Tư. Cái xe. Đây chỉ đi ra tập dùng chứ mượn nó đem gì giùm. Ông bảy là ông bảy mới dặn không? Ông bảy thì khỏi dặn rồi đó, đưa ông lại còn dặn. Thôi chị đợi chút xíu. Cháo không à?
Nói gì bán với số anh sao không? Dạ em chào chị. Cô chú này bán vé số. Giờ Vũ về, Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Vũ xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Vũ hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào cái video mới tiếp theo.